Chào các bạn, camera quay nén.com.vn giới thiệu các bạn này, cục sạc pin dự phòng camera. Đây cục sạc pin này, bạn thấy nó giống như cục sạc pin bình thường nhé. Giờ mình sẽ lấy cái cục sạc này để mình cắm đó, cắm này. Đây. Sạc pin. Đấy. Các bạn thấy chưa? Nó sạc pin và điện thoại sạc như bình thường luôn. Đấy, đây, nó còn có cái chức năng là báo còn bao nhiêu phần trăm pin này. Giờ mình sẽ sử dụng cái chức năng chính, đó là quay camera này. Đây là nút mở nguồn này, còn đây là mắt camera này. Giờ mình sẽ tháo cái này ra để cho các bạn xem ở bên trong này, phần kết cấu bên trong. Đây là mắt camera nó, đây là nút reset này, đây khe cắm thẻ nhớ này, đây. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng camera nó này. Đầu tiên chúng ta vào cái phần cài đặt và tìm wifi nó. Đây wifi nó đã phát ra này. Đấy, chúng ta bắt lấy cái wifi nó. Giờ nó đã bắt được wifi của nó rồi. Chúng ta sử dụng cái này, chúng ta sẽ cài đặt một cái phần mềm có tên là HDMI cam này. Đây các bạn nhìn này, HDMI cam này. Đấy, nó gửi cho chúng ta cái đường link này. Đấy, đây đường link đây, các bạn bấm skip nó sẽ quay này. Đây các bạn nhìn này, đây. Đấy, nó quay này. Bạn nhìn em, đây là trong những cái thanh công cụ nó này, đây là cái chức năng là tắt đèn ở trong cái camera đi này, đây là chức năng quay ban đêm này, đấy, quay ban đêm này, đây, alo, đây là thanh chụp hình này, đấy, chụp hình nhé. Đây là thanh ghi hình lưu trực tiếp trên điện thoại này. Đây là điều chỉnh lên độ phân giải này. Đây, chúng ta trở về chế độ quay ban ngày. Đấy. Mọi chi tiết các bạn vui lòng liên hệ qua số điện thoại trên màn hình đây, hoặc truy cập website. Mình xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn.